Ok, tiếp tục nha các bạn. Cái này thì cũng có một anh khách đánh chốt. Này mình chỉ có hai cá thôi nha. Thấy lạ lạ lấy về bán rẻ nha. Đây nguồn nè, bật tắt nè. Ok. Cái mảng này, cái chỗ này nè, mình không biết nó cái gì nha, mình sẽ tháo ra xem cái bên trong đây có cái mạch gì không nha. Trong mấy photocopy mà có cái này cũng hay các bạn. Mấy cái gì nhìn cũng khá là hành tráng. Cái này mình cũng chưa từng cấp cho chạy nữa các bạn, nhưng mà chỉ nhìn thấy trên tem á, 24V, thấy cũng hay. 24V nữa các bạn, 24V nè, mã nè, mấy cái cha băng này có thể bật lên xuống, có thể lên xuống qua cái ray này. Đó. Ok, mở ra nha. Không có gì các bạn, chỉ một cái quạt nha, cộng với cái nguồn cấp vào, cộng với một cái công tắc. Công tắc cũng nhìn cũng khá là xịn, nhưng mà quạt này quạt 3 giây thì trong dây đỏ dây đen là cấp chạy, thì 1 giây dây tín hiệu các bạn, cái tín hiệu nha. Thì khi cấp vào á, dây này thì nó sẽ xuất ra một cái áp, ví dụ như 3V thì cái bên cái CPU á, nó sẽ nhận nha. Nếu mà không có cái dây tín hiệu này xuất ra thì nó báo lỗi liền là cái quạt này có khả năng bị hư hay gì đó, ví dụ vậy. Ok rồi, thì mình sẽ tìm hai dây nguồn để cấp cho nó chạy. Thì cái này thì có thể không xài, tháo ra. Nha, cái jack này mình cũng không thể xài được các bạn. Chỉ có máy chuyên dụng á, mình mới ghi mà được thôi, chứ mua về thì không biết xài gì. Ô, cái jack nhìn rất là nhiều và nhiều răng, nhưng mà thực ra cơ bản thì nó cũng không có. Ở đây có 3 giây các bạn. Cơ bản chỉ có 3 giây. Trong khi cái cọng cáp này thì rất là nhiều dây. Quá trời dây luôn. Ok, nếu như vậy thì đơn giản nha, mình chỉ việc cấp 24V thì xong. Nguồn 24V, xám là đen là âm, xanh là dương. Ô, không chạy nha. Ô, chạy rồi nha. Được. Thì bộ này mình bán 150k. 150k.
này bán chơi các bạn, chứ bộ này bán gần như không có lời. Ok, vậy cuối cùng chốt lại là xám, xám là âm nha, và trắng là dương nha, xám là âm, trắng là dương. Cái dây xanh này mình bỏ đi nha, xanh bỏ đi, nói chung xanh không xài mà. Xám là âm, trắng là dương, à, on off. Chị em ru nhá. Cái này thì các bạn có thể gắn vào đâu đó ha, chạy giống như tản nhiệt máy tính hay gì đó, hay là iPad hay gì đó hay. Đó, thì cái mặt này các bạn có thể để máy tính hay iPad gì đó để lên nha, để nó tản nhiệt. Ví dụ như mình vừa xem phim đi ha, mình vừa xem phim, mình vừa trên đấy để tản nhiệt đi. Hoặc là những người nào làm việc nhiều á, ví dụ thôi nha, đó, ví dụ thôi. Hàng xịn đó. Ok rồi, thì mình chỉ có hai cái, khách mới chốt một cái, còn một cái khả năng mình giữ để mình chạy cái điện thoại kia các bạn, cái điện thoại mà chuyên để quay, tại vì nó cũng nóng lắm luôn á, để xài. Mét bo cần không bo? Cần con có cần thì con để cái iPad lên đây. Sao cũng vừa coi phim đã luôn mà vừa tản nhiệt tốt. Sao mát mặt xong rồi, mát mặt nữa, nhưng mà dây đu nó dài ra tới đó được á. Sao không? Ok, cảm ơn khách đã xem video nha.